Trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về 7 ý tưởng mình có thể kiếm được tiền ngay tại nhà cho độ tuổi từ 20 cộng trở lên, và bạn có thể sử dụng chiếc điện thoại hoặc là laptop của bạn đang có sẵn, và từ với cái thời gian nhàn rỗi khoảng 1 cho tới 2 giờ hoặc là 3 giờ mỗi ngày đều đặn như vậy. Ví dụ như bây giờ bạn nó đang đi học ở trên trường, hoặc là bây giờ bạn nó đang đi làm công ty, làm văn phòng, làm nhà nước, thì đến cuối ngày và buổi tối các bạn có thể là dành cái thời gian cho mình để mình có thể là học thêm những cái điều này. Và đây chính là những cái cách để bạn có thể kiếm được tiền online tại nhà và bằng cái mạng internet của mình có sẵn, là bạn có thể tạo được cho mình cái thu nhập rồi. Và hầu hết tất cả những cái dự án này, tất cả những cái kênh mà mình đang chia sẻ cho các bạn về 7 ý tưởng sắp tới, thì bạn hãy yên tâm về cái sự an toàn của nó. Bởi thực sự những cái ý tưởng này thì Sơn đều trải qua hết rồi, và đó có sự kiểm chứng. Mình đã từng là từ một người mới bắt đầu, từ một người newbie, rồi sau đó thì mình học những cái kinh nghiệm về marketing online, về chạy quảng cáo Facebook, rồi về những cái cách để làm sao đó mình có thể xây dựng được những cái mạng social media. Thì trong video này thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình để mình chia sẻ cho các bạn những cái từ khóa, những cái keyword, để sau đó nếu như bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì bạn có thể lên trên Google và tìm kiếm thêm những cái thông tin của nó, hoặc là trên YouTube thì nó cũng có đầy đủ tất cả những thông tin như vậy. Hoặc là nếu như bây giờ các bạn cảm thấy rằng các bạn muốn Sơn chia sẻ chi tiết về một cái cách thức ở đấy, thì bạn có thể comment phía bên dưới video, sau đó thì Sơn nó sẽ dành cái thời gian để Sơn nó chia sẻ cho các bạn chi tiết được nhá. Và cái kênh Sơn PS của Sơn thì từ trước giờ, từ đó khoảng 4 năm gần đây, thì Sơn đã chia sẻ rất là nhiều những hình thức về affiliate marketing, kiếm tiền tại nhà. Và đây là những hình thức hoàn toàn uy tín, có thật, và bạn có thể rút được tiền về tài khoản ATM của các bạn. Và cũng rất là nhiều người bạn đã làm theo những cái sự chia sẻ của Sơn, họ đã kiếm được 1.000 đô, 2.000 đô, thậm chí là 5.000 đô thu nhập một tháng, và họ rút về tài khoản ngân hàng của họ nhé. Rồi thì bây giờ thì Sơn sẽ bắt đầu vào cái video chính ngày hôm nay, đó là 7 ý tưởng để giúp cho bạn kiếm được tiền tại nhà cho độ tuổi 20 cộng trở lên. Thì cái ý tưởng đầu tiên, số 1, đó là bạn có thể bắt đầu với affiliate marketing. Thì affiliate marketing nó còn được gọi là tiếp thị liên kết, và cái đặc điểm của nó đó, thì các bạn có thể bắt đầu với hình thức này, đó là bạn không cần phải bỏ vốn ra ngay từ ban đầu, và bạn cũng không cần phải nhập hàng, không cần phải có kho lưu trữ, bạn cũng không phải là người đi giao hàng. Thì cái hình thức này nó rất là tuyệt vời, bởi vì bạn nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian, cái nguồn lực của các bạn, cũng như là bạn cũng không cần phải bỏ ra để bạn nó phải mở một cái showroom lớn và show lên cho mọi người. Cái điều của các bạn làm ở đây đó là bạn cần phải học thêm một chút về những kỹ năng về marketing, hoặc là các bạn biết cách để sử dụng những cái trang mạng social media giống như Facebook, Instagram. Dường như khi mà bạn bắt đầu với cái affiliate marketing thì nó sẽ có một cái lợi thế, đó là bạn sẽ giảm thiểu đi tất cả những cái thời gian và cái nguồn lực để bạn nó phải học về kinh doanh. Và đây bạn chỉ học mỗi một bộ môn duy nhất thôi, đó là về marketing, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn bắt đầu. Và lời khuyên ở đây là bạn có thể học thêm về free traffic. Free traffic ở đây có nghĩa là những cái cách làm sao đó bạn không cần phải bỏ tiền ra để bạn quảng cáo, bạn không cần chạy quảng cáo, nhưng mà bạn vẫn thu hút được cái danh sách khách hàng và họ đưa ra quyết định họ mua hàng của mình đó. Còn cái hình thức thứ hai đó là paid traffic, tức là bạn phải bỏ tiền ra. Giả sử đi bây giờ bạn muốn nhanh hơn, thời gian nhanh hơn trong cái mùa này, giả sử bây giờ bạn thấy có một cái mặt hàng về khẩu trang để bạn bán trong cái mùa dịch này, và bạn muốn đẩy cái số lượng hàng đó ra nhanh hơn, tốc độ hơn, thì các bạn có thể là sử dụng quảng cáo với cả Facebook hoặc là Google Ads chẳng hạn. Thì đó cũng là một trong những hình thức mà bạn cần phải học thêm. Ok, rồi cái cách số 2 đó là bạn có thể bán hàng với Clickbank. Thì Clickbank đó là một cái nền tảng rất là nổi tiếng ở trên thế giới rồi, và Sơn cũng đã từng cũng có những cái series hướng dẫn, đâu đó khoảng 30-40 cái video Sơn hướng dẫn miễn phí ở trên cái kênh YouTube của Sơn. Bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới video này thì Sơn đều có những cái thông tin chi tiết về bán hàng Clickbank. Và dường như ở đây nó cũng là một hình thức về affiliate. Bạn không cần phải là người tạo ra sản phẩm, bạn cũng không cần phải làm việc với khách hàng, bạn không cần phải giao hàng, ship hàng gì hết. Và việc ở đây là bạn chỉ cần làm marketing và tìm tới nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng, sau đó thì khách hàng họ đưa ra quyết định mua hàng đó, thì nhà cung cấp họ nhận được tiền, sau đó họ sẽ trích lại cái phần hồng đó ngược lại cho bạn. Thì hình thức affiliate với Clickbank này nó rất là nổi tiếng rồi, và nó ở trên thế giới đã hơn được chục năm. Những cái cách này thì những cái guru gọi là những người mà rất là thành công ở trên thế giới các bạn, họ có thể kiếm được 1 triệu đô một tháng, 1 triệu đô doanh thu một tháng từ cái lĩnh vực về Clickbank. Còn những người mới bắt đầu, bạn có thể là hoàn toàn kiếm được thu nhập là 100, 200, 500 đô, và tùy vào cái khả năng của bạn mỗi tháng. Thì cái điều này là Sơn cũng đã hướng dẫn được cho rất là nhiều người bạn làm theo những video của Sơn ở tại nhà, và bạn cũng đã tạo được thu nhập như vậy. Rồi cái ý tưởng số 3 ở đây, đó là bạn có thể là bán những khóa học online. Thì cái ý tưởng này, đây là một trong những ý tưởng rất là tuyệt vời. Giả sử đi, Sơn hay nói với cả mẹ của Sơn, mẹ Sơn đang có một cái khả năng, đó là mẹ biết về cái kiến thức để làm kế toán. Thì bây giờ mẹ làm kế toán được mười mấy năm rồi,
Và bây giờ thì mẹ đều biết được rằng cái cách lập báo cáo thuế hay là đọc báo cáo tài chính như thế nào, hoặc là làm những cái bảng biểu trên Excel làm sao. Thì bây giờ giả sử đi, dựa vào cái kỹ năng mình đang có sẵn đây thì mình có thể là quay thành một cái video khóa học, và mình có thể liên kết với những cái nền tảng đã có sẵn, giả sử như là Unica, Edumon hoặc là Kina. Các bạn có thể liên hệ với họ trên những cái trang web này, sau đó bạn đưa cái sản phẩm khóa học của bạn lên trên cái website đấy, sau đó họ sẽ là cái người họ đi quảng bá, họ đi bán hàng cho các bạn. Giả sử đi cái khóa học của bạn đó, bạn bán với mức giá là 500.000, và bây giờ bạn đã bán được một khách hàng người ta mua hàng, thì bây giờ Unica họ sẽ trích ra được 50% hoa hồng chẳng hạn, thì bạn sẽ có được 250.000. Nhưng cứ mỗi tháng như vậy thì bạn lại bán được cho 100 học viên, 100 khách hàng họ đăng ký cái khóa học của bạn, thì có phải là bạn đã có một cái thu nhập rất là tốt rồi đúng không? Đâu đó khoảng đó là 25 triệu đúng không? 25 triệu thu nhập một tháng từ cái lĩnh vực mà bạn bán khóa học này. Hoặc là Sơn cũng có một vài bạn đó, cũng giả sử là làm được một cái sản phẩm là dạy cho con dễ ngủ này đó, hoặc là cái bạn biết về Facebook marketing này, bạn có thể dạy cho người khác này đó, hoặc là bạn biết về cái kỹ năng là bạn có thể bán được hàng online từ Facebook cá nhân thì bạn cũng thể dạy được cho người khác bất kỳ kỹ năng gì đó, hay là khoa học về tiếng Anh, khoa học về đàn, khoa học về yoga, thì rất là nhiều những khoa học khác nhau. Thì dựa vào những cái tài năng bạn đã có sẵn và bạn hoàn toàn có thể đóng gói nó thành một cái khóa học, và cái khóa học này sẽ là đóng gói có online. Cái việc của bạn là bạn chỉ cần là quay cái video duy nhất một lần thôi, và sau đó thì cái trang web đó họ sẽ bán cho bạn suốt. Giả sử đi cái website của bạn á, cái khóa học của bạn nó tốt, có nhiều người quan tâm, thì họ sẽ sẵn sàng họ chi tiền ra để họ chạy quảng cáo thay cho bạn nữa, thì cái doanh số của bạn rất là cao. Và trước đây thì Sơn cũng có quen một số người bạn của Sơn á, đâu đó có khoảng 3 cái khóa học thôi, nhưng mà tạo ra được thu nhập của nó khoảng 100 triệu trên một tháng từ những cái bán khóa học online này. Đó là một nguồn thu nhập rất là tuyệt vời, các bạn có thể lưu tâm ở đây. Rồi cái số 4, số 4 ở đây, cách số 4, ý tưởng số 4 ở đây là bạn có thể kiếm được tiền trên YouTube. Ở đây thì chắc Sơn cũng nghĩ rằng các bạn cũng đã quá quen với cái việc đó là bạn nhiều người khác đã từng quay một cái video bằng chính điện thoại của họ, đúng không? Họ đi quay một cái video, sau đó thì họ up lên trên YouTube và họ liên kết cái tài khoản của họ với cả Google AdSense. Thì Google AdSense nó sẽ trả tiền cho họ thông qua cái lượt view, cái lượt xem của người xem trên cái kênh YouTube đó. Đó, và cứ mỗi 1.000 lượt view thì họ sẽ tính ra cái số tiền tương ứng, thì cứ đến mỗi tháng á, thì nó sẽ tổng kết số tiền đó và gửi cho chúng ta qua ngân hàng đó. Thì đây cũng là một cái hình thức rất là hay, nhưng nếu như bây giờ các bạn biết cách để các bạn tận dụng cái thương hiệu của bạn hoặc là cái kênh YouTube của các bạn để bạn kinh doanh, tự bán sản phẩm của chính mình, thì điều đó nó còn càng tuyệt vời hơn nữa. Giả sử đi bây giờ 10.000 lượt view bạn nó kiếm được là 10 đô, so nói ví dụ như vậy đó, thì các bạn hoàn toàn có thể là tự bán thêm cái sản phẩm của bạn, thì có thể khả năng cao bạn kiếm được thêm là 20 đô, 50 đô từ 10.000 lượt xem đấy, thì chắc chắn rằng các bạn cộng cả hai nguồn thu nhập lại là một nguồn thu nhập rất là tốt bằng cái thời gian nhàn rỗi của bạn tại nhà. Và cũng là kiếm tiền từ YouTube thì bạn hoàn toàn có thể trở thành một người nổi tiếng. Khi mà bạn nổi tiếng lên rồi, bạn có thể PR được cái thương hiệu sản phẩm cho người khác, họ sẽ liên hệ chủ động với cái kênh YouTube của bạn, sau đó thì bạn nó sẽ giới thiệu về sản phẩm của họ chẳng hạn, hoặc là bạn quay về cái nội dung gì đó bạn nó ăn cái sản phẩm của họ đó, hoặc là bôi cái sản phẩm nó lên mặt, giả sử nó là mỹ phẩm chẳng hạn, thì đó là một trong những cái cách để bạn có thể PR, quảng bá, quảng cáo cho người khác thông qua cái thương hiệu của bạn đang nổi tiếng có sẵn. Rồi với ý tưởng số 5 ở đây, ý tưởng số 5 ở đây là bạn có thể là làm freelancer theo thời vụ. Freelancer thì ở Việt Nam cũng có một vài những cái trang web về freelancer, thì bạn có thể lên trên Google, bạn search ở đây, giả sử đi Sơn nó sẽ lên trên Google, Sơn search một cái từ khóa đó là làm freelancer chẳng hạn, làm freelancer, thì các bạn sẽ thấy được rằng rất là nhiều những cái ý ở đây đó, freelancer về dịch thuật thiết kế hoặc là freelancer về online. Thì bạn có thể là bắt đầu với cái những dự án freelancer này rất là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên này có những cái trang web này, giả sử là vlan.vn này, hoặc là freelancer.com này, freelancerviet.vn, thì đây là một số những cái trang freelancer tại Việt Nam, và ở đây thì có rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, bạn nó vào trong đó bạn có thể tìm cái công việc online từ đây đó. Thì đây là những cái công việc sẽ làm theo dự án, theo theo cái thời vụ đó, và dường như là cái thu nhập cũng khá là ok cho những bạn mà các bạn bỏ ra khoảng 1 tới 2 giờ đồng hồ mỗi ngày để bạn đã tạo được thêm cho mình cái thu nhập. Nhưng dựa vào cái thời gian bạn bỏ ra như vậy thì chắc chắn rằng bạn sẽ gia tăng được cái vốn kinh nghiệm và kỹ năng của bạn lên rất là nhiều. Không, đôi khi họ đưa ra cho bạn những cái yêu cầu nhưng bạn vẫn chưa biết cái cách làm, thì bạn sẽ tự học hỏi, trau dồi thêm kiến thức cho mình, và dần dần thì con người của bạn cũng phát triển hơn nữa. Đó thì đó là một vài những ý tưởng. Giả sử bạn có thể chạy quảng cáo, viết bài trên blog website cho họ, hoặc là bạn có thể trả lời fanpage cho các shop bán hàng trên online.
Rồi cái ý tưởng số 6 mà Sơn muốn giới thiệu cho các bạn là bạn có thể trở thành một streamer trên Facebook. Thì như bạn đã thấy đó, có rất là nhiều người họ đã trở thành một streamer, họ quay những cái video họ chơi game chẳng hạn. Đó, thì đó là một trong những cái lĩnh vực rất là hay và nó phù hợp cho đối tượng là giới trẻ. Đó, bạn đó streamer, bạn có một cái máy tính và có một cái camera. Sau đó thì bạn đó streamer những cái game đang có sẵn, thì bạn sẽ dựa vào những cái game hot đó, bạn follow theo, thì đôi khi cái kênh của bạn cũng sẽ được đề xuất theo những cái kênh lớn luôn. Và cái cách kiếm tiền nó từ đâu, giả sử đi cái người xem họ yêu quý bạn, họ yêu thích bạn, họ sẽ tặng cho bạn những kim cương hoặc là hạt đậu, hoặc là họ sẽ donate cho bạn. Donate ở đây là họ sẽ tặng cái tiền từ thiện đó cho bạn để ủng hộ cho kênh của bạn phát triển hơn. Thì mình biết được rằng từ cái lĩnh vực streamer này cũng đã rất là nhiều người họ đã kiếm được tiền trăm triệu mỗi tháng. Nhưng nếu cái này bạn không đủ đam mê thì chưa chắc bạn sẽ ở lại lâu được với nó, nên nó Sơn chia sẻ ở đây, đây là một cái ý tưởng. Thì nếu như bạn cảm thấy ý tưởng nó hay, có hữu ích và bạn cảm thấy nó phù hợp với bạn thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn nó để trở thành một cái công việc kiếm tiền cho mình. Ý tưởng số 7 mà mình muốn chia sẻ với các bạn đây, đây là một trong những ý tưởng mà mình nghĩ rằng nó không có tồi một chút nào. Nếu như bạn đó nghĩ rằng bạn có thể bán được một vài những sản phẩm vật lý, thì đó là cái cách để làm sao đó bạn có thể mua hàng giá xỉ và sau đó bạn bán giá lẻ, có nghĩa là bạn mua giá thấp sau đó bạn bán lên giá cao, và bạn sẽ lựa chọn là trên sàn thương mại điện tử. Đây là một trong những kênh để bạn nó buôn những sản phẩm của bạn. Thì cái cách như sau: đầu tiên là bạn sẽ nhập cái giá giá bán rất là tốt của một người bán hàng ở đó, nhưng cái yếu tố về sản phẩm chất lượng thì bạn phải quan tâm cái điều này. Không thể nào mình bán cái sản phẩm kém chất lượng cho người khác được, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì bạn cũng phải xem rằng những cái mặt hàng đâu có cái giá tốt hơn so với ở bên ngoài, và bên cạnh đó cái sản phẩm này phải nổi tiếng đó. Đó, nếu như mà nó được marketing có sẵn rồi thì chắc chắn bạn cái việc bạn bán cái sản phẩm này ra bên ngoài thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, và có một cách khôn ngoan hơn, đó là bạn hãy lựa chọn cái hình thức ban đầu đó là hình thức cộng tác viên. Đây là tùy vào cái cách mà bạn đàm phán với họ thôi. Còn nếu như Sơn bắt đầu thì Sơn thường đàm phán với họ giá tốt nhất, nhưng mà mình vẫn được làm cộng tác viên. Cộng tác viên ở đây có nghĩa là mình bán được hàng rồi thì mình mới trả tiền. Thậm chí là cái việc là giao hàng, chuyển hàng thì mình chuyển qua cho họ luôn, họ làm cái việc đó luôn, để mình chỉ là làm một bước là mình ăn được hoa hồng thôi. Đó, thì cái này là sẽ dựa vào khả năng đàm phán của các bạn nhé. Đàm phán càng tốt thì các bạn sẽ càng có được những cái điều kiện thuận lợi cho bạn để bạn phát triển trong thời gian đầu. Và sau đó thì bạn hãy liên kết cái sản phẩm của bạn, bạn tạo cái sản phẩm của bạn trên gian hàng. Đó, bạn liên kết với cả Tiki, Lazada, Adezo, Shopee. Hôm bữa thì Sơn cũng có xem một anh ấy làm một cái kênh YouTube, đó là anh ấy bán những cái sản phẩm về về xăng này hoặc là nhớt này dành cho xe máy, và cái kênh của anh ấy cũng được rất là nhiều người người theo dõi. Sau đó thì anh ấy liên kết tất cả những cái trang Tiki, Lazada, Adezo, Shopee, tất cả những cái trang này lại với nhau, không, và anh bán sản phẩm trên đó thì số lượng người mua rất là đông người đó, và một tháng như vậy doanh thu của anh ấy phải 500-600 triệu các bạn, không, tổng hết tất cả các kênh lại. Thì cái cách đây là khi mà bạn có sản phẩm rồi thì bạn nhớ liên kết cái sản phẩm của bạn với fanpage và cái Facebook cá nhân, nói chung là nó phải liên kết lại với nhau để mọi người biết được rằng đây là cái trang bán hàng của bạn, đây là gian hàng của bạn, nhưng bên cạnh đó đây là fanpage của bạn và cái Facebook cá nhân ở đây, thì bạn có thể liên kết ngược lại trở lại cho nhau. Hoặc là bạn cũng có thể là sử dụng một cái kênh YouTube và bạn review về những sản phẩm của bạn, sau đó thì bạn điều hướng họ lên trên thương mại điện tử để họ mua hàng ở trên đấy. Thì cái web thương mại điện tử nó rất là hay, bởi vì nó sẽ có cái tính năng á, tính năng ở đây á, đó là sẽ tính năng remarketing. Và remarketing là sao? Có nghĩa là khi mà họ đã bấm vào cái sản phẩm của bạn rồi thì khi mà họ lên trên Facebook hoặc là họ đọc báo, họ lướt web thì chắc chắn họ sẽ nhìn thấy cái sản phẩm đó lại một lần nữa, và chắc chắn là họ khả năng cao họ sẽ quay lại, họ bấm cái sản phẩm đó để họ mua cái hàng của mình. Thì đây cũng chính là một cái cách thông minh để bạn có thể bán được hàng ở trên online. Và vừa rồi thì Sơn đã chia sẻ cho các bạn về 7 ý tưởng để bạn có thể kiếm được tiền tại nhà cho tuổi 20 trở lên, và mình hy vọng rằng 7 ý tưởng này cũng sẽ nhoi nhóm cho ai đó một vài những ý tưởng mà các bạn đang mong muốn kinh doanh hoặc là khởi nghiệp ngay tại nhà của bạn, bằng điện thoại hoặc là bằng cái laptop bạn đã có sẵn với cái mạng internet. Và đây cũng chính là một trong những cái cách nó rất là bền vững, uy tín, và nó sẽ giúp cho bạn tạo được cho mình một cái nguồn thu nhập, và nhất là nhân vào cái mùa dịch gần đây, đúng không ạ? Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như bạn đã thấy video này hay, bổ ích thì đừng quên tặng cho mình một nút like video, hoặc là bạn còn đăng ký kênh YouTube của Sơn để nhận những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.